Ngày 27 tháng 4, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Trung Tường, sinh năm 1959, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và ông Chu Sĩ Mẫn, sinh năm 1974, bí thư đảng ủy xã Ia Gióc, nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Ia Krai để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, năm cán bộ của văn phòng đăng ký đất đai huyện Iagrai, Ủy ban nhân dân xã Iagrang đã bị khởi tố cũng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các đối tượng này đã tham mưu cho ông Tường ký cấp 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức sổ đỏ cho 11 đối tượng nhưng thực tế không có đất. Sau đó, các đối tượng đã mang các sổ đỏ này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai với số tiền 6,3 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bà Dương Thị Bình và ông Lê Xuân Nghĩa cùng sinh năm 1977 trú huyện Yagrai và 10 đối tượng khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra cho thấy, ông Tường là người trực tiếp ký quyết định cấp sổ đỏ cho bà Dương Thị Bình nhưng thiếu trách nhiệm dẫn đến việc bà Bình không có đất nhưng vẫn được cấp sổ đỏ. Sau đó, bà Bình đã sử dụng sổ đỏ này để lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng của ngân hàng. Còn ông Chu Sĩ Mẫn là người trực tiếp được giao nhiệm vụ thẩm định kiểm tra hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Iagrai cấp sổ đỏ của ông Lê Xuân Nghĩa. Quá trình thực hiện, ông Mẫn đã sai phạm trong việc thẩm định để ông Nghĩa không có đất nhưng vẫn được cấp sổ đỏ rồi sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng số tiền 620 triệu đồng.